Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái kèo airdrop nhận 100 token ADFS của sàn SafeSwap. Thì cái link đăng ký mình là để ở phần mô tả của video. Các bạn nhập email đăng ký. Để đăng ký các bạn sử dụng một email. Đầu nhất các bạn nhập email, tiếp đến các bạn nhập mật khẩu. Và dòng thứ ba các bạn nhập mã giới thiệu. Mã giới thiệu của mình. Mã giới thiệu của mình là SFS014452. Sau đó các bạn kích vào tạo tài khoản mới. Vậy là các bạn đã đăng ký thành công. Rồi tiếp đến các bạn đăng nhập vào tài khoản. Đây mình sẽ đăng nhập vào tài khoản của mình đang sử dụng cho các bạn. Nhập mã. Oh. 5375252. Đây là mình đã làm rồi nên là mình đã trong ví của mình đã có 100 SFS token nha các bạn. Thì để mà nhận được 100 SFS token này, mình sẽ hướng dẫn các bạn KYC tài khoản. Các bạn vào mục thông tin cá nhân để KYC tài khoản. Đây, đầu tiên các bạn nhập cho mình họ tên, tiếng Việt không dấu. Tiếp đến là email đăng ký của các bạn. Các bạn nhập số điện thoại, số chứng minh nhân dân, tiếp đến là mặt trước của chứng minh nhân dân, tiếp đến là ảnh mặt sau của chứng minh nhân dân, tiếp theo các bạn copy địa chỉ ví. Ở đây mình sử dụng ví Trust nha các bạn. Thì ETH, Bitcoin, USDT thì mình sử dụng ví Trust. Còn SFS thì mình sẽ lấy ở trên ví Tronlin nha các bạn. Hay mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy cái địa chỉ ví SFS. Mình đã add token SFS vào đây rồi. Các bạn kéo xuống bên dưới. Kích vào mục receive nhận nha. Và sau đó các bạn copy địa chỉ ví SFS của các bạn. Tiếp đến là các bạn dán cái địa chỉ ví vào đây ạ. À, cuối cùng các bạn ấn cập nhật. Với cái xác thực hai lớp xác thực Google thì các bạn có thể tắt hoặc là bật tùy thích các bạn. Nhưng mà để an toàn thì mình nên hướng dẫn các bạn khuyên các bạn nên sử dụng khi mà đăng nhập vào SafeSwap này thì sẽ yêu cầu Google cho nó an toàn. Sau khi cập nhật thông tin thì 100 SFS token nó sẽ về ví của các bạn. Xác nhận KYC luôn. Và như vậy là trong ví của mình là có 100 SFS token.
Tiếp đến các bạn có thể mời bạn bè để tham gia vào nhánh đầu tư của các bạn. Đây là lịch sử nhận SMS. Vâng, video của mình đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.